Hôm nay thay thời đây ở đây nha. Chủ nhật là nhưng mà thứ bảy thường thường mình ăn trước. Nên mình làm ít này cái xin mình. Mình làm mỗi thứ một chút là barbecue. Mùa hè thì nướng một chút cho nó vui. Mà không thể thiếu này nè. Mát lạnh. Gia đình nhỏ của mình. Anh nhỏ của mình. Nó rụi. Quên bắt. Nó hơi bị rụi. Thưa anh.